Dạ vâng, trung tâm điện tử Bản Quyết Audio Lý Nhân Hà Nam xin mến chào tất cả các bác. Và hôm nay là một buổi chiều của ngày 11 tháng 5 năm 2021. Thì trung tâm thiết ghép lên một cấu hình karaoke trước mặt các bác đây. Gồm vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 dòng sản phẩm các bác nhá. 8 dòng sản phẩm, một cấu hình cực kỳ khủng, phải nói là rất khủng luôn, phù hợp với không gian cà phê sân vườn hay là các bác mua sắm về để trong những hội trường, trong những nhà văn hóa của các bác, để cũng như là một số bác về để làm dịch vụ, làm những cà phê hát cho nhau nghe, hay các bác ở những quán hàng ăn, các bác sẽ sử dụng một cấu hình cà phê 8 dòng sản phẩm này có một cái giá rất là hợp lý, chỉ có giá là 29.100.000 giá bán tại trung tâm các bác nhé, và gồm 8 dòng sản phẩm. Và các bác nào quan tâm thì hãy đi cùng em để tìm hiểu chi tiết. Sản phẩm đầu tiên đó là một em súp điện bát 30 đến từ thương hiệu CAF, được sử dụng bằng súp hầm. Hầm sẽ đánh ở đây rất lan tỏa các bác, đánh ập xuống nền nhà và lan tỏa, đưa ra những tiếng bát đánh cực kỳ là sâu, ấm áp, đánh rất tròn. Sử dụng bằng hai sò sa ken các bác nhé. Một sản phẩm thứ hai đó là một em đẩy đến từ thương hiệu TG Aquatic, có model LA4680SA, sử dụng bằng 4 kênh 1, 2, 3, 4 và em đang sử dụng là 4 loa đơn bát 30 các bác nhé. Sản phẩm là hàng mới nguyên hộp, hàng chính hãng và chế độ bảo hành được 1 năm, sử dụng là 48 sò Toshiba nhập khẩu. Sản phẩm thứ ba đó là một em vang cơ TG Aquatic, có model là T6 Plus, rất chi là quen thuộc, hỗ trợ đường cổng quang, bắt sóng Bluetooth và echo thì đưa ra những lời hát karaoke, phải nói là rất là mềm mại ngọt ngào. Sản phẩm thứ tư đó là một em quản lý nguồn đến từ thương hiệu Elen Pro QL L502 các bác nhá, hàng chính hãng và sẽ là nhiệm vụ bảo vệ tất cả các linh kiện nhà các bác và cũng là chống cháy nổ và bật tắt theo quy trình, thì các bác chỉ cần tắt nguồn đây phát là các bác để volume đấy, các bác để âm lượng to, các bác cứ tắt là sẽ tắt theo quy trình và không bị tiếng bộp bộp ở loa, bảo vệ tất cả các linh kiện cho gia đình nhà các bác. Và một sản phẩm tiếp theo, sản phẩm thứ năm đó là một em lưng đến từ thương hiệu TG Aquatic và có model là CP800 Ultra, em lưng để các bác lưng tất cả những lời nhạc cũng như lời hát của các bác được âm sắc hơn, được hay hơn. Và một sản phẩm tiếp theo, sản phẩm thứ sáu đó là một đầu mic không dây, hai tay nắm hàng chính hãng TG Aquatic và tay nắm màu lông chuột cực kỳ là sang trọng, một trong những phân khúc cao cấp nhất của TG Aquatic, có model là M18 các bác nhá, M18, một trong những dòng chuyên các bác lựa chọn đi làm sự kiện đấy, lay thiết ghép với một cấu hình khủng này để đưa ra những lời hát phải nói là rất nhẹ, hát rất bay, phù hợp với tất cả những giọng ca nam nữ, và 4 cần anten thì bắt sóng cực khỏe rồi. Một sản phẩm thứ bảy đó là một cặp loa đến từ thương hiệu JBL, vâng nó hơi tối tí, vâng các bác JBL sử dụng bằng bát 30 chạy bằng chất kèn titan, có model KP6012,
và ở đây ghi là KP 6000, nhưng thực tế nó là KP 6012 các bác nhá. Nhập nguyên chi lan các bác nhá. Và một sản phẩm cuối cùng, sản phẩm thứ 8, đó là một cặp hoa đến từ thương hiệu V3 của Đức, sử dụng bằng bát 30, gân diềm vàng, gân cao su, chắp kèm titan và có modem là C212, lừng danh các bác nhá. Và với một cấu hình này thì phải nói là tí nữa sẽ mở test thêm một bản nhạc để các bác nghe đánh giá chất âm. Và ở đây là một em đẩy là 4 kênh, 4 kênh thì ở trung tâm sẽ mở từng kênh một, bắt đầu là kênh 1 này. Vâng, bắt đầu là kênh 1 nha các bác nhá. Kênh 1 này. Kênh 2 này. 3. Vâng, phải nói là quá đã rồi. Những bản nhạc không lời căng đét đẹp, đẹp các bác nhá. Và bây giờ thì xin phép các bác sẽ được test một bản nhạc dây mic để các bác thưởng thức cũng như thẩm âm đánh giá chất âm của một câu hình gồm 8 dòng sản phẩm, chỉ có giá là 29.100.000. Dạ vâng, và các bác có tai phone thì hãy đeo tai phone vào để thẩm âm. Khủng khiếp luôn, đứng gần phải nói là tức hết cả ngực. Và bây giờ thì xin phép các bác nhé, em sẽ hát một đoạn karaoke
để các bác nghe đánh giá được chất âm. Và xin nhắc lại, các bác nào có tai phone thì hãy đeo tai phone vào để thẩm âm một cách chuẩn xác nhất, vì là em đang thu và quay phim thu hình bằng một chiếc điện thoại Samsung các bác nhá, một chiếc điện thoại Samsung thôi. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi.